Nếu như được lựa chọn giữa to và lâu ý, thì Quỳnh sẽ chọn cái nào hả em? Sao anh lại bắt em chọn cái khó thế nhở? Em thì lại thích cả hai, vừa to vừa lâu cơ. Nhưng nếu như mà em chỉ được chọn một trong hai thì em sẽ chọn to anh nhá. Tại vì nếu mà lâu mà không chạm tới thì cũng chả có nghĩa lý gì cả. Nhưng mà khi mà anh to rồi nhưng anh bị xuất sớm thì anh vẫn có thể cải thiện cái thời gian trả bài lên bằng cao xin của nhà em Quỳnh anh nhá. xuất ra ngoài thì liệu có thai được không hả em Quỳnh? Vẫn có bình thường anh nhá. Trong nòng nọc, trong cái chất bôi trơn của anh em nó vẫn có một lượng nòng nọc bình thường. Nên ý, ở đây có anh nào mà đã xuất ra ngoài rồi mà vẫn có em bé không? Comment ngay vào video này cho anh này tỉnh ngộ các anh nhá. Quỳnh ơi, súng của người yêu em vẹo thì có phải là từng trải nhiều không? Thực ra súng vẹo thì chả liên quan đến cái việc từng trải cả. Nó sẽ do hai lý do này. Một là do di truyền, đẻ ra đã bị cong vênh rồi. Hai ấy, là do ông này là thường xuyên có thói quen là vắt sang một bên để mặc quần xịp cho nó thoải mái. Nên là chị em bớt suy diễn đi, không đến lúc là cứ nghĩ linh tinh xong anh em lại mang súng ra đấu thì lại khổ đấy. Anh xin mấy con cua về nấu bát canh ăn cho mát ruột được không? Cua thì em có nhiều, nhưng mà em lại không biết bắt. Người ta nói rồi, có làm thì mới có ăn. Nếu như mà anh muốn ăn thì anh đến đây mà móc. Nếu như móc giỏi có khi lại còn luôn cả chủ ruộng cua, chứ đùa đâu. Em ơi, em chịu được bao nhiêu cái một hiệp trong vòng một đêm? Khả năng chịu trận của người phụ nữ anh nhá, nó giống như cái mỏ khoáng sản ấy. Người thì khai thác được ít, người thì khai thác được nhiều. Nó còn phụ thuộc vào thời gian, kỹ năng của anh. Nên nếu như anh muốn người phụ nữ của mình thích hơn, sung sướng hơn thì anh cứ tăng cao cái thời gian của mình lên, làm cho phụ nữ lên fancy păng là ok anh nhá. Còn nếu như mà anh muốn lên thời gian trả bài như thế nào thì cứ nhắn tin riêng cho em là ok. Chị Quỳnh ơi, đàn ông thường xuyên sử dụng kẹo bùa yêu đổi gió thì có sao không hả chị? Có, chắc chắn là có sao em nhá. Tại sao nó lại tên là gọi là kẹo bùa yêu đổi gió? Tức là thỉnh thoảng mình mới dùng thôi. Thì khi anh em sử dụng cái dòng kẹo bùa yêu này thì ví dụ hôm nay anh em dùng, ngày mai anh em nghỉ, ngày kia anh em lại dùng, mình cứ dùng cách nhật như thế. Lý do tại sao? Tại vì khi mình sử dụng cái kẹo bùa yêu này vào, nó sẽ thay thế cho cơ thể của mình thực hiện một số chức năng, đó là làm cứng và làm sung. Thế thì anh em tưởng tượng khi mà mình cứ suốt ngày mình sử dụng như thế, mình không có cái độ cách nhật ra như thế thì cơ thể mình sẽ quên mất là mình phải tiết ra cái chất tạo hưng phấn và cái chất làm cứng và làm sung trong quá trình quan hệ. Và từ đó dẫn đến là mình sẽ phải sử dụng kẹo thường xuyên. Nên nhớ cho Quỳnh là sử dụng kẹo bùa yêu của nhà Quỳnh thì sử dụng cách nhật. Hôm nay dùng, ngày mai nghỉ, ngày kia lại dùng. Thì anh em sẽ có một cái sức khỏe sinh lý sẽ rất là ổn. Và bạn gái cũng như là anh em sẽ cảm thấy là hưng phấn hơn và yêu nhau nhiều hơn nhá.